biết có niết bàn để không luyến tiếc ba cõi dạy cho họ biết rõ niết bàn để không còn luyến tiếc ba cõi khi chúng sanh nhận thức được rằng mình có khả năng chứng được niết bàn thì họ sẽ không còn trần trừ trong ba cõi này nữa họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa nơi tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới nữa tam giới vô an du như hỏa trạch nghĩa là ba cõi không nơi đâu là yên ổn giống như ở trong nhà lửa liên trì đại sư là một pháp sư lỗi lạc của trung hoa đã nói như vậy sau khi ngài xuất ra rồi ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ và ngài đã trở về nhà để thăm người vợ của mình vợ của ngài là người rất thông minh thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp chồng tu tập chồng mình đã xuất ra nhưng không chịu tu tập vẫn còn lưu luyến chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được chẳng còn cách nào tốt hơn bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước cửa nhà rồi phủ lên đó một tấm thảm trong hầm bà ta đốt lửa lên lần đó đại sư liên trì về nhà ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang cháy ngài la lên bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy Người vợ đáp, nếu ông biết đó là hầm lửa, sao ông vẫn muốn quay về? Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. Điều ấy minh họa cho câu, tam giới vô an, du như hỏa trạch. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. Kinh văn A nan nhược phục hữu nhân, biến mãn thập phương, sở hữu hư không, doanh mãn thất bảo, chỉ dĩ phụng thượng, vi trần chư Phật, thừa sự cúng dường, tâm vô hư độ, ư ý vân hà thị nhân dĩ thử, thí Phật nhân duyên, đắc phước đa phù. Việt dịch, a nan ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng, ý ông nghĩ sao? Người này do nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Giảng, a nan ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Bảy thứ báu là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, li, sa cử, xích châu, mã não, ở khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười phương và lễ bái cúng dường, không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ sao người này do nhân duyên cúng dường chư Phật như thế được nhiều phước đức hay không ông nghĩ sao người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng khổng lồ cúng dường chư Phật bởi nhân duyên này người ấy có được phước báo rộng lớn chăng.